Khi chủ nhà đến gõ cửa để thu tiền điện nước, thì phát hiện nữ công nhân thuê phòng đã tử vong, tóc vẫn còn ướt. Vụ việc xảy ra tại khu nhà trọ của vợ chồng anh Bi và chị Hát ở thôn Liêu Trung, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Theo người dân địa phương, vào khoảng 19 giờ 30 phút tối ngày 19 tháng 6, chủ nhà trọ đi thu tiền điện nước hàng tháng thì phát hiện một nữ công nhân đã tử vong trong phòng trọ của gia đình. Ngay sau đó, chủ nhà trọ đã thông báo cho chính quyền địa phương. Bước đầu xác định nạn nhân mới tử vong không lâu, tóc nạn nhân vẫn còn ướt như vừa tắm xong. Nạn nhân còn khá trẻ, là người từ địa phương khác đến thuê trọ. Một số người ở cùng khu trọ cho biết nạn nhân sống một mình. Chiều nay, nạn nhân vẫn đi làm và trở về phòng lúc hơn 17 giờ. Hiện, cơ quan chức năng địa phương đang điều tra để xác định nguyên nhân vụ việc.